Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo đó thì Ngọc Lan đang nói đến cái chuyện mà các cái cơ quan người ta đang cảnh báo rằng đây là cái mùa mà những cái con sói mẹ đã ban tập cho những cái con sói con để đi tìm mồi, cho nên là nó bắt đầu có thể là nó tấn công vào trong nhà của những người mà người ta có thể nuôi những cái con con thú cưng đó con chó, con mèo. Thì họ cảnh báo rằng là phải cẩn thận và có nhiều cái cách để mà tránh khỏi những cái cái, cái tấn công của những cái con gọi là sói cỏ. Ừ. như chó sói nhưng mà nó không phải là cái loại chó sói thông thường thì thứ nhất á là nói rằng là mình sẽ không để cho những cái con chó nó đi đi ra ngoài một mình vào buổi sáng sớm hay là lúc mà trời chạng vãng có nghĩa là trời hơi mờ, mờ 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 thì mình không nên để cho nó đi một mình cái nữa đó là đừng có tập cái kiểu như là cho thức ăn cho những cái con vật mà mình nghĩ là nó vô hại Bởi vì những cái thức ăn đó hay là mình để thức ăn ở quanh nhà đó Thì nó sẽ vô tình nó làm cho những cái con sói nó đói đó Nó sẽ tìm đến, tìm đến sân Cũng như là những cái thùng rác đồ vân vân phải cẩn thận à, Rồi đi thì nên dẫn những cái con chó đó mà phải có sức nó lại để khi có cái gì cần đó là khi mình thấy cái con con sói này xuất hiện đó thì thứ nhất là nhẹ nhàng ấm cái con con chó của mình lên xong rồi đừng có chạy mà phải giống như là đứng nhìn nó xong rồi di chuyển lùi lại đi lùi mà đi từ 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 chứ đừng có chạy rồi trong trường hợp cần thiết thì bắt đầu có thể À, giống như là mình tạo lên những tiếng động Mình la hét đồ lên để cho con sói kia nó sợ, nó bỏ chạy à, Rồi nếu như cũng như nhiều lần người ta hướng dẫn Nếu như là mình có mặc áo khoác hay là gì đó Thì mình cởi cái áo khoác đó, mình vẫy lên Giống như là mình làm ừ. trước mặt cái con đó là một cái hình thù gì Nó rất là lớn, để cho giống như lớn hơn cái con sói đó thì nó sẽ sợ à, Và quan trọng là cuối cùng thì nên là báo với lại những cái à, cảnh sát Điều là gọi cảnh sát là dễ nhất để báo. Nhiều khi người ta không có nhớ những cái số điện thoại cần thiết của những cái nơi mà uh, cái, cái uh, nơi bảo vệ động vật vân vân thì người ta không có nhớ. thì đó là cái cảnh báo mà liên quan đến cái cái những cái con sói này. Con coyote đấy. Dạ. Yeah. Kỳ ừ. ừ. rồi đó, ở ngay cái vùng mà uh, Square Park hồi năm ngoái cũng có những cảnh báo là đôi khi người ta thấy những con đó thì nên cẩn thận. có nghĩa là càng ngày do cái môi trường thay đổi có nhiều lắm cho nên hồi đó mình cứ nghĩ là nó những cái con này ở nơi rừng rậm nhưng mà bây giờ bắt đầu nó tiến vào thành phố. À, mới đầu mình cũng nghĩ rằng ừ. cái con này nó ở những cái nơi mà có nhiều bụi rậm nè, ừ. à, cây, cây cỏ um tùm lên hết. thí dụ như là những cái thành phố như là vai nè, ừ. rồi Tustin nè, là những cái nơi đó là có những cái con này. nhưng mà tôi với quý vị Ngọc Lan kể thì tôi mới nhớ là bạn tôi ở trong một cái mobile home ngay trên đường Bonsa, tức là đối diện với lại khu Katina Plaza đó, ừ, mà gần đó đây. ngay đây nè, ngay đây thôi. À, một đêm đó thì nghe tiếng chó nó sủa, con chó nhỏ của ông nó sủa quá trời luôn rồi ông mới chạy ra coi thì thấy nó bị cánh nát người đi giải phẫu hết ba ngàn mấy trăm đô để mà cứu sống nó thì khi mà coi lại cái camera gắn ở nhà đó thì thấy hai con sói đồng này nó ngay đằng sau sân nhà và bắt đầu nó 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 cắn xé cái cái con yeah. chó nhỏ đó thì mới đầu khi mà kể đó thì tôi cũng không tôi nói là đâu phải cái này là một con chó nào to khác đó nhưng mà coi kỹ lại thì đúng là hai con coyote cái con con sói đồng thì không phải là ở nơi bụi rậm mà, mà nó lang thang đi tới tận đây luôn. Ngay ừ. trên đường Bôn Sa đối diện với lại ngay đài lý Sài Gòn ngay gần Phước Lộc Thọ đây nè. Để mà không hiểu tại sao là hai con nó nó lại chui lọt vào trong cái khu mô bồ hôm nó được yeah. mà nó ngay đằng sau nhà. Ghê quá. Mà nó cắn nó cắn cái con chó nhỏ đó tức là nó nó hết người luôn ừ. nhưng mà ông chủ của con chó thì thấy thương nó lắm cho nên mới đi um, bác sĩ để mà khâu những cái vết thương này kia lại hết ba ngàn mấy à. mình rõ ràng là không phải là nơi bụi rậm nha nó có ừ, thể lan thang là... tới đây cho nên là ai mà nuôi uh, chó mèo mà nuôi mà gọi là thuốc cưng mấy con pet thì nên cẩn thận ừ. ở trong cái lúc này uh, Sẵn cũng đang nhắc đi về những uh, con con chó thì như đã nói là hồi uh, tuần rồi á hôm thứ hai thôi ngọc lan với anh nguyễn trường đến cái chỗ mà cái bệnh viện dành cho chó mèo đó à, thì sau đó trong chương trình cà phê sáng của ngày hôm thứ ba thì ngọc lan có cùng anh hoàng trọng thủy nhắc lại cái cái chuyện mà đi vào trong cái bệnh viện đó để liên quan đến cái chuyện mà một con chó được cứu trong vòng 2 tiếng đồng hồ để bỏ ra đó thì cái lúc mà ở trong cái chương trình đó khi mà ngọc lan đều thể hiện cái sự mà mình rất là ngạc nhiên khi mà bước vào trong cái bệnh viện À, cho nên lúc lúc mà ông bác sĩ long á đưa ra cái hộp mà đựng cái um, hài cốt của con chó đó anh nguyễn trường nhớ không dạ yeah, cái con đó nó bị chết cách đây 2-3 tháng rồi được thiêu rồi để rồi xong rồi những cái dấu chân của nó được khắc ở trên cái miếng à thì cái, lúc đó thì mình có nói wow lúc đó cái tiếng là wow khủng khiếp thì cái chữ khủng khiếp đó đó ở trong cái văn cái 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 ngôn ngữ bình thường của người Việt á đôi khi nó thể hiện nó không phải là terrible, nó phải là ghê gớm quá mà nó là một cái sự ngạc nhiên cho nên hoặc là mình kêu là đẹp khủng khiếp hay là đẹp giả mang thì cái chữ đó nó không mang cái nghĩa là terrible. Cho nên Ngọc Lan muốn nói điều này là bởi vì có uh, khán giả đó uh, cảm thấy là buồn khi mà uh, nghe cái chữ khủng khiếp đó giống như là mình 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 nói cái điều đó tại sao nó kinh khủng như vậy thì không phải. Cho nên nếu những khán giả nào mà uh, nghĩ rằng cái chữ đó làm quý vị cảm thấy bị à, tổn thương thì à, ngọc lan xin lỗi điều đó nhưng mà cái chữ khủng khiếp ở trong trường hợp này nó không mang ý nghĩa tôi, là terrible tôi tôi, tôi đứng yeah. nghe đó tôi nghe cái chữ khủng khiếp đó thì tôi lại nghĩ rằng ngọc lan đang là quá ngạc nhiên <laughs> là là có một con thú cưng rồi khi mà qua đời như vậy đó chủ nhân họ thương nó đến nỗi mà đem hài cốt của nó về bỏ vào một cái hộp tro cốt rồi để ngay trong phòng làm việc của mình để nhớ con chó đó ý là là không ngờ rằng là cũng có chuyện như vậy nữa. Thế chứ từ bây giờ từ đó giờ mình chưa nghe chưa nghe bao giờ yeah, là nó đó. đi từ từ ngạc nhiên này. có nghĩa là tất cả anh biểu lộ một cái sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên mình cứ nghe ở bệnh viện chó mèo tưởng là nó rất đơn giản thôi. Không ngờ nó y như là một cái bệnh viện cho người. Thì tất cả những đó thì cái đó là trong cái cách mà Uh, giống như là hiểu về cái ngôn ngữ thì đôi khi mình dùng theo nghĩa này hay nghĩa khác thì ngọc lan nghĩ nên đặt nó vào trong cái ngữ cảnh đó thì sẽ hiểu nó tròn vẹn hơn. À, cái chữ khủng khiếp đó mình dùng nhiều lắm. thí dụ như là đẹp khủng khiếp, ừ. ngon khủng khiếp luôn. bây giờ lại giờ là khủng bố chứ không phải là khủng khiếp nữa. bây giờ là ngon khủng bố gì vậy đó, hay là to khủng bố luôn như vậy. nhưng mà cũng có là một tai nạn khủng khiếp cũng có nữa. Yeah, đó. Nó, cho nó nên nhiều cái chữ nghĩa. đó yeah. bây giờ nó gọi là gì hả? loạn ngôn ngữ rồi hả <laughs> À quay trở lại với một vài những cái bản tin khác thì bản tin ngày hôm nay cũng gây chú ý đấy quý vị ơi. À một người đàn bà ở Indiana ở thành phố có tên là Fort Wayne, uh, Indiana. Đã bị kết tội cẩu thả với trẻ con khi mà đứa con của bà ngồi trong cái ghế của em bé, ngồi trong ghế em bé đàng hoàng nha. Uh -huh. Buộc ở phần phía ghế đằng sau của xe đã qua đời và sau khi khám nghiệm tử thi thì năm xương sườn bị gãy và em bị có những cái dấu vết của cái dây uh, an toàn đó dây xích beo đó nó, nó 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 hơi hình như hơi bị chặt quá vào trong người ừ. đó thì khi họ khám nghiệm như vậy họ điều tra đó thì cho biết rằng là trước đó con của bà nó có quấy nó có khóc bà mới đặt nó vô cái ghế của em bé ghế uh, baby car seat đó, của cái hiệu bà nói rằng là hiệu Greco Tôi mua cái ghế này từ hồi em bé mới sanh cho tới bây giờ, tôi xài một cái mà thôi. Ừ. Tôi buộc vào trong đó, xong rồi tôi xít beo lại, rồi bây là tôi gánh vô trong cái xe của tôi rồi cho chở đến nhà mẹ em của tôi. Cách nhà tôi có khoảng dưới 15 phút. Đó, thì khi chở tới thì thấy em bé nằm im, thì tưởng là nó đang ngủ. Đó, thì bà mới đi vô nhà nói chuyện xong đi ra cũng thấy nó vẫn còn nằm im đó thì lúc đó bây giờ bà mới hoảng bà nói ủa sao nó không động đậy gì hết thì là kêu xe ambulance tới họ bắt đầu họ đo cái làm thủ tục đó thì thấy em bé đã không thở nữa rồi đó thì họ cố gắng cấp cứu cho em bé nhưng mà em bé đã qua đời thì bây giờ khi mà khám nghiệm tử thi thì họ thấy nhiều cái vết bầm cũng như là cái xương bị gãy và họ hôm nay họ nêu ra cái lý do chính đó là em bị cái dây xít beo nó siết lại quá chặt wow. thì lúc bây giờ bà này mới nhận cái, 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 cái khuyết điểm cái sơ xuất của mình đó bà nói rằng là từ hồi mua ghế này về tới giờ tôi chưa bao giờ sửa lại cái dây xít beo của cái ghế tôi không biết làm tôi không biết làm lúc bây giờ em bé mang từ nhà thương về nhà mới chỉ nặng có 4 pound một ounce Bây giờ em bé nặng lớn khoa cút qua đời đó là 8 pounds mấy ao đó thì coi như gấp đôi rồi cái cái thân, thân hình nó to gấp đôi. Thì nhưng mà bà nói rằng là tôi không biết là sửa lại cái dây nó như thế nào hết. Và hôm nay là ngày tôi đến nhà mẹ tôi để nhờ người đo lại cái em đo lại cái 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 cái, cái thân hình của em bé và sửa sửa lại sợi dây đó. Cho nên uh, cũng nhắc luôn quý vị có em bé À, có mua cái ca xít cho trẻ em thì lúc nào cũng vậy đó mình theo dõi cái hướng dẫn làm cách nào để mình có thể nới ra hay xít vào cái sợi dây đó chứ đừng có để đó cứ một sợi mà cứ nghĩ rằng là người ta đã à, làm tới đó là đúng đúng sai em bé rồi cho nên đó cũng là một trong những cái mà có nhiều người không biết đâu có nhiều người mua cái ghế đó về đó ngọc lan cái nhìn thấy, ồ sao dây giờ, giờ gì lung tung beng, mà giờ đằng sau này, đằng sau cái ghế đó nó có những cái nút này nút kia đó, họ nói không biết tháo ra rồi nó có còn an toàn nữa hay không, hay là tháo ra rồi nó có bị lỏng hay không nữa, cho nên còn cái để vậy họ, họ 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 gài vô cho em bé, thì cái bà mẹ này là người 35 tuổi ở wow. Fort Wayne, chưa chưa thấy trên này nói rằng là một tai nạn đó, ừ. thì không thấy ở đây À, nói là có bị tù tội gì hay không nhưng mà họ nói rằng là họ vẫn đang điều tra tiếp theo coi là bà ừ. mẹ này có bị một cái tội trọng tội đó nha đó là cậu thả đối với ừ. em bé hay tổ không tội nghiệp quá tội nghiệp đứa bé ừ. mà tội nghiệp luôn cả bà mẹ vì không biết không không à. dạ xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường hoàng ngọc lan sau phần bảo trợ thương mại